À, chịu khó các bạn xem bài có tập thể lớp 4A1 đi ha. Thì cái bài này nè là hôm bữa cái lớp này nộp cho thầy rất là lâu rồi em ơi. Nhưng mà cho tới bây giờ là khoảng hình như là 10 bữa rồi đó. Thì mới tới lượt và chấm. Ghê chưa? Em chào thầy, chúc thầy buổi tối vui vẻ và chúc thầy mới một cực kỳ vui hả? Trời ơi, thầy lúc nào buồn đâu mà không vui đúng không? Tiếp quá. Tiếp. Rồi để thầy nâng cao camera lên. Ê, chuyển qua lớp 4 cái thấy cái tinh thần nó khác liền ha. Quá đẹp luôn, quá là xuất sắc. Ê, sao hôm nay cái mạng có thể bị yếu hay gì mà sao cà giật hoài vậy, ngộ ghê. Từ gì vậy? Alo. À dạ dạ. Vậy để một xíu đi, em vô em làm việc cho. Tại vì em đang làm việc của em á, thành ra nó hơi bất tiện. Gì hả chị? Trời dễ thương quá vậy. Dạ rồi vậy nha, để em like xong đi, rồi em xuống em làm việc sao nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dễ thương gì đâu luôn đó. Cái gì? Thấy ghê quá hà. Rồi từ từ nha, mình chấm bài tiếp nha chưa. Thiệt nhiều cái mắc cười mới chết. Ôi ôi, con xin lỗi thầy. Ơ chưa quên. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà thầy lại tiếp tục chấm lại những bài của các bạn từ khắp từ lớp 4A1 đã vẽ và gỡ về cho thầy. Chúng ta tiếp tục đến các bài là tranh đu đồ. Để xem lớp này vẽ làm sao, ok chưa? Quên chào, hiểu không? Quên chào cái mắt công á hả, đăng lợi cho các bạn coi. Các bạn nói, ủa gì chứ? Bình thường mới vô ông chào, sao hôm nay mới vô cam dũng chấm liền không chào hỏi gì hết trơn, ông bắt lịch sự đó là chết tôi đó. Ừ, quên, hiểu lầm thôi. Thầy ơi sao thầy khó vậy, dưới lớp em quá vậy thầy, lớp nào vậy, để coi tin nhắn coi. Lớp 8A2. Ừ đúng rồi em ơi, thầy dạy nhiều trường lắm mà từng trường có những cái nếp học khác nhau, mà thầy thấy trường nào cũng làm đúng cái quy định của thầy. Mà riêng có những cái lớp á, mà hả mình nhắc tới nhắc lui mà cứ xe tới xe lui riết, rồi thầy tưởng là kiểu như đang đứng chống đối với thầy hơn là học với thầy luôn đó. Thành ra là coi là cái cách học tập nha chưa. Chứ thầy vui vẻ muốn chết luôn, thầy khó khăn các em làm chi đúng không. Rồi giờ bắt đầu chấm bài thôi, nhanh gọn lẹ luôn. 100 điểm không có nhân. Đẹp quá. Thấy không, thấy các bạn hay kiểu tranh đu đồ không. Tranh đu đồ là một cái loại tranh rất là khó ở lộn, rất là dễ vẽ luôn, không hề khó miếng nào, chỉ cần vẽ giống hình là ra. Ok chưa? Rất là đẹp. Rất là kỹ luôn, quá đẹp, quá là tuyệt vời, thấy không? Đẹp quá. Mà bạn kê cái phần nền 7 màu. Ghê chưa? Hay không? Đẹp quá đi, đẹp quá. Cảm ơn bạn Kiên đã gỡ những cái lời chúc chân thành đến thầy Dân nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ê, mai mốt em kê cái này lại thành một cái màu khác đi. Tại vì cái màu này nó bị chìm cái chữ quá ha. Mình tô cái màu khác nhưng mà mình viền cái màu á hả, nó sáng rực lên xíu để thấy được cái chữ bảo an ha. Rồi ok tiếp. Thầy ơi sinh nhật của em buồn quá thầy ơi. Vụ gì buồn? Không có gì buồn hết trơn đó. Nè, tranh đu đồ nữa nè, đẹp ghê không? Quá đẹp luôn nè, mấy bạn thấy tranh đu đồ không? Đó là những cái nét vẽ nhiều màu cũng được. Tuy nhiên thì nó sẽ có sự liên kết mạch lạc với nhau và tổng thể gom thành một chung tranh. Tranh này nó hơi bị rối, nhưng mà cái thể loại tranh này nó hướng tới cái kiểu loại tranh graffiti vẽ ở ngoài tường này kia rất là nhiều ở phương Tây ha. Cho nên các bạn chịu khó chút xíu. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Bài này dễ thương quá, chịu khó chăm chế được đi. Rồi ok, cho điểm cao liền không? Nó đẹp quá. Có em. Có em ơi. Có chấm nha. Nhưng mà đợi hè đi. Thầy hãy đọc lại cái xin lỗi đi hả. Cái gì? Ở đâu? Xin lỗi gì ở đâu? Vụ gì nữa? Ở đâu? Xin lỗi gì? Không thấy. Vụ gì? Ai xin lỗi? Cái gì?
chèn phẹt ư? Sao kem màu gì? Bảo an hả? Đọc cái câu ngoài sau đó hả? Con xin lỗi thầy vì có mấy chỗ bị lem và có mấy con á hả không vẽ áo cho nó và bị gấp cong hả? Đâu con nào không mặc áo đâu ạ? Ê không mặc áo luôn kìa, có hình như con này không mặc áo phải không? Từ từ con này không mặc áo nè, rồi trừ điểm nha. Chàng ơi, con vẽ mà không mặc áo con bị trừ 1 điểm nha con. Chàng ơi, con bị trừ 1 điểm. Con còn 99. Rồi xong, chốt biêu nha chưa? Ai mượn? Thầy ơi, có chiếc xe lửa hiện lên kìa thầy ơi. Trời. Ai vậy? Trời ơi. Thầy nhận được chiếc xe lửa rồi đó. Cảm ơn bạn kia nhiều nha, thấy ghê vậy. Xỉu luôn đó. Kêu vậy nè, thầy hãy lên like 20 tháng 11 nha thầy. Cái hôm nay thầy like trễ mấy bạn. Cái thầy vừa like xong hồi nãy giờ mà cũng tặng quá trời xe luôn. Thấy ghê quá vậy. Cưng quá vậy. Yêu thương bạn rất là nhiều nha. Dễ thương quá. Và cảm ơn những bạn khác đã gửi tặng quà cho thầy nữa. Chèn ơi, nhìn lên màn hình tặng quà không kìa. Nói chuyện nãy giờ mà chấm được có 2 bài nè, thấy ghê chưa? Mất hết 10 phút mà chấm được mất có 2 bài à. Thấy hôm nay thầy nhiều chuyện ghê không? Tiếp. Chúc thầy 20 tháng 11 vui vẻ hả? Trời cảm ơn em nha. Yêu các em nhiều lắm luôn đó. Tiếp. An Như. Ai nói chuyện giọng lên vậy thầy? Cái giọng ông quản lý đó em. Cái giọng ông quản lý đó. Đừng có nhắc nha. Ông hung dữ vậy lắm. Tiếp. Em thiếu viền nén em bị trừ 15 điểm. Tên gì đây? Ghê chưa? Quá đẹp luôn nè. Tết gỡ được không thầy? Ai cắm? Tranh gấp đôi trừ điểm đi thầy ơi. Thôi không được, tội nghiệp lắm. Không có được tội nghiệp nha. Không sao hết nha chưa. Bước này ha. Chịu khó tô màu. Đó thầy cho điểm cao liền thấy chưa. Điểm cao ngút ngàn chờ may. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp nè. Nè đúng tranh đu đồ luôn nè. Đẹp không? Các bạn biết ghi cái chữ tranh đu đồ cho đúng không? Các bạn bình luận bên dưới để coi các bạn bình luận có đúng cái ngữ pháp về bức tranh hay không nhé. Rồi các bạn bình luận nha và nhớ cho thầy một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đẹp quá. Đúng hay loại tranh? Tranh. Em trên xe nên tô bị lem á thầy, nên thầy chăm trước cho em nha. Mua chuột còn 99 điểm. Nguyễn Phạm Cát Tường hả? Mở ngoặc nữ. Hồi đó giờ bộ người ta lộn cái tên của em với lại một cái nam sinh viên nào đó hả? Nam học sinh nào đó hay sao? Lớp 4 da đẹp dưới thầy. Trời ơi biết sao không? Vẽ để được lên sóng. Tại vì bình thường á cũng vẽ nữa, nhưng mà vẽ có thầy trò biết với nhau không hà. Cái khi mà thầy về trường này thầy dạ vậy nè. Cái nói gì nè? Ai chợ? Ai hả? Thầy ơi thầy, thầy tên gì? Thầy nói đi thầy. Làm gì thầy không nói? Thầy ngại cái gì thầy không nói? Nói đi thầy ơi. Tôi không nói được luôn đó. Tại vì cướp lời của thầy. Cái thầy nói thầy tên là Hoài Vân. Hay là Hoài Dinh vậy vẽ đúng không? Khóa liền. Đó. Cái hả nộp cho thầy đến chi? Để cộng đồng mạng chiêm ngưỡng tranh của bạn này. Ghê không? Ý đồ hết á. Ý đồ hết. Tranh đơm đớm hả thầy? Đúng rồi em ơi. Vẽ em vô đó đó. Tranh đu đủ hả thầy? Đúng rồi. Em nè. Em thấy chân dung em chưa? Ngộ ghê vậy đó. Tiếp nè. Thiên Ân. Thiên Ân bình thường vẽ tốt lắm. Hôm nay vẽ cũng tốt nữa ha. Gọi này là tốt nè. Tốt ghê chưa? Người que xuất sắc được. Nó tranh đu đồ các bạn. Ghê không? Người que đi đá banh nữa nè. Hay chưa? Đẹp. Rồi đẹp quá. Tiếp. Tôi kêu tô cái này màu đen hay màu tím vô đi. Không chịu tô. Tên gì á? Không ghi tên. Trừ 20 điểm. À. Ủa? Không ghi tên. Từ từ đã thầy trừ nha. Không ghi tên. Thầy thì thầy dễ dãi vậy lắm. Trừ 20 điểm. Ho quá trời ho luôn. Bức này đáng lẽ ra tôi cho bao nhiêu? 85 điểm. Tôi cho 89 điểm luôn đi. Thôi 88 thôi, nhưng mà tôi trừ 20 đến chi cho em đau khổ cuộc đời em. Chanh bí bì hả thầy? Đúng rồi em. Chanh Hoàng Châu cách cách. Chanh Dung ma ma. Được chưa? Em muốn nói cái gì cũng được hết á. Em là chanh lý. Ok chưa? Ừ. Khổ em. Tiếp. Doraemon nè. Ghê chưa? Pikachu nè. Hết hồn chưa? Hebepa nè. Đẹp không? Thầu ơi. Tuổi thơ mà nhìn con Doraemon gì nè. Xong rồi đó.
Xong. Chốt. Còn gì để nói nữa? Còn gì để phê bình? Còn bao nhiêu lời khen dành khen cho em? Nhật Bản, Việt Nam, cái này cờ này gì á, đỏ giờ trắng là cái gì á, nước gì vậy, quên rồi. Đó, chưa? Điểm cao không? 92 điểm. Đó, đó là cao. Trời ơi, cái máy bay nữa kìa. Đẹp quá ha. Tiếp. Cái gì nữa? Indonesia đó thầy. Vậy hả? Ấn Độ thầy ơi, thôi được rồi. Em nói tiếng nữa là tôi ấn em xuống cái giếng luôn đó. Im lặng được chưa? Cái gì nữa? Im lặng đi. Cái máy bay. Máy bay gì ạ? Máy bay kìa. Ủa máy bay gì? Máy bay gì? Vụ gì máy bay gì? Ý, bạn Kiên tặng máy bay hả? Chèn ơi, vậy thôi để thầy đi cao chạy xa bay nha. Thôi cảm ơn các bạn nha. Thì bạn Kiên cũng dành tặng cho thầy những cái lời ân tình, những món quà rất là ok. Thì thầy bạn muốn thầy đi máy bay, cho nên là thôi mình kết thúc live ở đây luôn ha. Thầy bao bên Nhật thầy chơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn Kiên. Thôi mà thầy năn nỉ. Không có năn nỉ gì đây trơn em ơi. Không có năn nỉ. Đừng mà thầy. Ừ đúng rồi đó. Tại vì mấy bạn tha thiết thành ra thầy ở lợ thôi. Trăm đó. Trăm điểm nha Phương Linh. Đẹp quá nè. Thấy tranh đu đồ chưa? Đẹp không? Thấy được chân dung của mấy em không nè? Đây nè. Bạn này là bạn Lan. Bạn này bạn Huy nè. Thấy không? Đó. Bạn Thịnh nè. Đó. Bạn Thiên nè. Bạn An nè. Bảo Như. Như Ý nè. Tài nè. Bạn Đức nè. Bạn Khánh nè. Bạn Khanh nè. Bạn Huy nữa nè. Đó. Rồi nhiều bạn dữ lắm. Bạn Thúy Nhi nữa nè. Nè. Rồi Lương Gia Kỳ nè. Thúy Kiều nè. Thấy không? Kim Tho nè. Nhiều dữ lắm. Đó. 100 điểm. Ngon lành chưa? Quá đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ghê chưa? Có em nữa không thầy? Có em ơi. Nghĩ một xíu cũng hay. Tên gì đây? Rồi xong cuộc đời em rồi em ơi. Ê có tên nè chàng. Trọng Nhân. Tên đẹp quá. Rồi ok đúng. Hãy loại tranh đu đồ luôn. 95, thấy không? Đẹp không? Lớp 4 chữ này giả đẹp quá. 10 bữa mới được lên sóng chắc cũng ao ước dữ lắm rồi. Thầy chấm sót một bài rồi kìa thầy ơi. Chết rồi, bài này chưa chấm hả? Khả hơn. Sorry em nha, em này ý tưởng rất là tốt. Các bạn chưa làm lên ý tưởng mà bạn này đã làm lên ý tưởng rồi. Nhưng mà thầy kêu là em lên cái phần nền thiệt là đậm lên, thiệt là tối lên. Các bạn lên phần nền nhật nhớ. Tiếp. Rồi không? Tiếp nè. Quá đẹp luôn. Chưa? Bạn Khanh. Đẹp quá. Tranh đu đồ hay cái kiểu giống như cái kiểu tranh trang trí mảng quá ha. Vậy thôi mình trừ điểm đi. Rồi 89. Nhanh gọn lẹ luôn. Tội nghiệp. Cái gì ạ? À? Tranh đéo đì là tranh gì? Ê, ê bình luận cái gì kỹ trở. Là sao? Là vậy đó chứ làm sao? Là sao thầy? Thầy. Ủa không? Là sao em? Em. Em ơi em. Là sao em? Là gì đó em. Nhiều chuyện. Tiếp. Cái này mà tô xong là hơi bị đẹp luôn. Ghê chưa? Không chịu tô. Rồi nói sao mà hả? Điểm cao. Khổ tâm muốn chết. Ghê vậy? Ghê vậy chuyện. Em lớp 4 mà tư. Không hỏi em ơi. Không hỏi. Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời. Không có hỏi em ơi. Được rồi. Được rồi. Ghê chuyện. Sáng tạo dữ à. Tên gì đây? Bạn Minh Chiết. Thấy không? Để thầy ghi lại cái tên của em coi. Thầy khó chịu quá. Chèn ơi, Minh Chiết lớp 4A1 rất là kiểu như là quan tâm luôn á. Cảm ơn bạn Kiên nhiều lắm, yêu bạn Kiên rất là nhiều nha. Chúc bạn sức khỏe. Thầy chúc nó thực tế chứ lắm mấy đứa ơi, ghê không? Rồi ok, bài này được 95 điểm đi. 95 điểm nha, dễ thương quá. Không, quá đẹp luôn. Từ từ để thầy mình qua bài khác. Tôi bực mình muốn chết rồi, like mà có người nhắn tin và bực mình tôi block hết trơn bây giờ. Chèn ơi, khổ ghê vậy đó. Rồi tiếp. Thầy chúc là bạn Kiên đi thầy, em muốn nghe lần hai. Ê, sao em hay nghe quá hả? Thầy chúc bạn Kiên em hay nghe quá, để thầy chúc lợi nha. À, cảm ơn bạn Kiên á, đã tặng quà cho thầy nãy giờ luôn á. Thì hôm bữa hả, bạn Kiên á, thầy mới nói về cái ghế cò kẹt, cái bạn Kiên tặng quà ghê không? Thì thầy tính mua một cái ghế khác để mình đầu tư, để cho các bạn không nghe những cái tiếng nó âm thầm lặng lẽ nữa. Rồi thầy đặt rồi nha, để chừng nào mà đến nó thầy review cho coi.
cảm ơn bạn Kiên một lần nữa nhen, dễ thương quá à. Ê mà tính ra bạn Kiên lớn hơn hẹn tuổi luôn đó. Ghê không, mà nói chuyện như là đàn anh vậy á. Tiếp nè, Nam Anh, đẹp không? 90 điểm. Thầy chấm điểm dễ ẹt luôn, 95 đi, dễ thương. Rồi ok. Tiếp, ủa thầy, thầy nói cái bài nãy 95 mà sao thầy chấm 100 vậy thầy? Bài nào? Chèn ơi, làm tôi bất an tinh thần, tôi chấm lộn nè. Thôi lên 96 đi tội nghiệp, sửa lời con số cho anh đẹp một xíu nha chưa. Rồi ok. Tiếp, nhanh gọn lẹ nè. Rồi đẹp quá tuyệt vời. Chưa tô hả? Rồi 65, nhanh gọn lẹ luôn. Bài của ai vậy? Bạn Khiêm, dễ hoặc là Khiêm Tốn. Chia 2 điểm đi thầy ơi, tại vì 96 là số chẵn. Thôi được rồi, được rồi. Qua trời qua đất luôn. Không bao giờ ghi tên lớp. Rồi hả, lạc bài cái đi hỏi. Ngộ ghê vậy đó. Đó, vẽ nguyên một cái hả, trứng khủng long không. Sao mà mắc chi tội nghiệp. Thầy chấm điểm gắt đi thầy. Thôi tội nghiệp quá à. Thầy ơi thầy, cái này giống mấy cái quả trứng phục sinh đó thầy. Noel đồ này kia đó. Ồ, hay quá ha. Cũng là một cái ví dụ. Tốt quá. Rồi 88 điểm. Nhiều chuyện quá à. Thầy ơi thầy, thầy vô đó thầy ấp trứng đi thầy. Sao em không cho em ấp đi? Hả? Em mà nói một tiếng nữa đó ha. Em đừng có trách vì sao nước biển lại mặn nha chưa. Nghe không? Ngộ ghê vậy đó. Đừng để tôi hiền. Bình thường tôi đã hiền rồi. Đừng để tôi hiền hơn nữa. Bạn Phúc dễ quá đẹp, xuất sắc. Ghê chưa? Nè, thấy chịu khó tô màu chưa? Quá đẹp tuyệt vời luôn thấy không? Rồi ok, chúc mừng em. Nhanh gọn lẹ. Tiếp. Xấu quá, trời xấu rồi thầy ơi. Ô, được rồi em, được rồi em, được rồi. Em giá được không? Không được mà sao hay chê quá à? Được rồi, đừng chê nữa. Tiếp nè, An Như nè. Đó, vẽ gì nè. Đúng chưa? Đó à, đúng đề rồi đó, 95. Ê, kết hợp cái phần cầu vòng vô thật là sáng tạo. Tại vì tranh này hả là chuộng cái phần màu dữ dằn luôn đó. Quá đẹp luôn. Cái gì vậy? Mượt như xinh siêu. Đúng rồi, giống em đó. Lúc nào em cũng mượt hết trơn. Công nhận tranh này vẽ sao cũng ra tranh hết trơn, hay quá ha. Nè nhìn nè, tranh này đẹp ghê ha. Em vẽ sọ dừa hả? Tiếp, tên gì đây? Chàng ơi Việt Hoàng đó hả? Chàng ơi vẽ sọ dừa thấy ghê quá. Rồi ok, chúc mừng em nha chưa. Tranh sọ dừa hay em sợ nha thầy. Đúng rồi, sọ dừa. Tiếp, tiếp, tiếp. Công nhận ha, cũng là một thể loại tranh đu đồ, thấy không? Hay. Đỗ Nguyễn Ngọc Hân, hay, hay, đẹp. Rồi quá đẹp luôn, hay. Được, thầy ơi tranh bị rách kìa thầy ơi, trừ điểm. Rách ở đâu vậy em? Chỗ nào bị rách? Từ từ nha, người ta không có rách mà nó bị rách, con người em ngộ ghê. Thầy 50 tuổi hả thầy? Chính xác luôn, bằng tuổi của em đó. Tiếp nè, bạn Bách vẽ nè, ghê không? Trụ vẽ lúc phi nè. Nè thấy chưa? Vẽ nè, thấy Tiếu Lâm không nè. Hay không? Ít ra vẽ được vậy là mừng rồi đó. Thầy ơi, thầy lùi lại 2 tờ đi thầy ơi, là thầy thấy bức tranh bị rách à. Ê, tranh bị rách. An Như ơi, người ta nói tranh cái bị rách thầy mới phát hiện luôn. Tranh bị rách trừ 10 điểm. Đó, tranh bị rách trừ 10 điểm. Rồi ok nha, tranh mà bị trừ 10 điểm, cái tội bị rách nha chưa. Chúc mừng em. Ê, cảm ơn các bạn gì hồi nãy giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đó. Sao mà mấy bạn dễ thương quá ha. Ừ, bạn An Như hồi nãy giờ cũng cảm ơn các bạn nữa. Bạn An Như nói là các bạn gì nãy giờ đó là thấy cưng quá, cưng vô lay. Ừ. Tiếp, tiếp nè. Trời sao mà ai mà ác dữ vậy chàng. Không có ai ác hết trơn em ơi. Đúng thôi, không có ác gì đây hết trơn. Đúng là trừ điểm không nói nhiều. Ừ, vậy đó. Rồi ok, chúc mừng em nha chưa. Điểm cao liền thấy không? Phải tô nữa điểm cao à. Thôi tôi 89 đi. Chứ 90 điểm thì cao quá. Nét đẻ cũng có ý đó, nhưng mà chưa vừa bụng tôi. Thôi cho tôi 88 đi ha. Đó, 88 điểm ha. Tiếp, 95. Đó, như thể loại này nè. Nó dễ làm dữ lắm. Tên gì đây vậy? Tên là Gia Phúc nè. Trời, cái em Gia Phúc này là cái em hả? À, gọi là gì? Tướng tá là bự con nhất lớp, trắng nhất lớp, đẹp trai nhất lớp và giàu nhất lớp luôn. Ghê không? Hôm nay dễ được không? Nó được ghê chưa? Cao hơn thầy hình như là 5cm thì phải.
tính trừ điểm nhưng thôi, nghĩ lợ thấy cũng tội nghiệp. Tiếp. Tiếp nè. Thầy chấm điểm theo tâm trạng của thầy hả? Đúng rồi. Thầy chấm điểm theo tâm trạng. Ví dụ như giờ đang vui mà thầy Dân đọc được tin nhắn của bạn đó, bây giờ thầy Dân bực mình quá hà. Nếu như mà gặp mặt trực tiếp mà nghe bạn nói câu đó đó là thầy Dân hả, lôi đầu quăng xuống cái giếng liền. Thấy chưa? Là thấy thầy Dân cũng có tâm trạng dữ lắm. Tâm trạng gặp nó khác mà tâm trạng online nó khác. Ấy, cảm ơn bạn Kiên đã tặng quà nha. Trời ơi, tặng cái máy bắn tiền. Ghê học. Ghê học. Đáng sợ chưa? Vậy đó chứ chút xíu mà bạn Tí Nị tặng con hạt nè. Như ý, dễ thương quá đi. Chính chục. Nó dễ thương quá. Ơi, bạn Kiên tặng nguyên con mèo luôn kìa. What? Ôi chàng ơi, con mèo đẹp vậy. Được 96 điểm. Rồi xong. Rồi bây giờ trước khi mà mình coi bài lỡ đó thì mình sẽ hỏi. Rồi bây giờ mình coi lận lần đi ha. Rồi coi lận lần đi. Từ từ nha. Coi lận lần đi. Từ từ nha. Từ. Từ nha. Từ như chưa. 88 điểm hả? Được rồi. 88 được rồi. À, 65 được rồi. 95 được rồi nè, đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Kiên giàu dữ vậy thầy.